tiếp tục với Xplay trong bài tập này cơ bản làm sao để các bạn làm giống bên trên à, với những hình cơ bản cho trước làm sao để chúng ta ứng dụng Xplay cho ra kết quả tương tự như bên trên rồi trong trường hợp này bạn có một cái uh, rectangle tăng làm sao để chúng ta cho ra hình dáng này rồi mình sẽ vẽ một cái rectangle tăng khác nhỏ hơn cho ra bóng góc này rồi các bạn nhấp trị bất điểm chọn uh, vertex Đó. để vẽ ra hình vuông thử bạn có thể chấp phím control đây rồi để bắt điểm vào thì các bạn có thể bù nó đây Đó, chúng ta chọn pivot Đó, bắt điểm ở đây Đó, tương tự các bạn nhấn uh, shift copy ra đây chúng ta lại mù đến cái uh, vị trí này tương tự ở đây có hai cái mình nhấn control copy ra Rồi bước tiếp theo là gì? Nếu các bạn nào dùng két thì tương tự mình có thể trim nó đúng không? Thì tương tự trong uh, trong trong banana cũng vậy. Để trim nó thì các bạn phải attach nó lại, tức là chúng ta phải kết hợp là thành một đối tượng. Hiện tại khi các bạn quét như vậy thì thì nó sẽ thống kê là năm xếp, tức là năm đối tượng. Để attach nó lại thì các bạn phải chuyển nó sang spline. À. Các bạn chọn cái nào cũng được. Rồi. Convert sang spline. Ở đây bạn sẽ thấy một cái gọi là attach đó, attack nó lại đó, các bạn chọn attach thành một đối tượng rồi thế bây giờ làm sao để chúng ta trim nó đây để trim nó thì các bạn à, kéo các bạn là các bạn chọn chế độ ice đây bên này các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy một cái trim giống như bên tôi kết vậy đó nếu bạn nào dùng cắt trim chúng ta cắt bỏ đi đây, đây. rồi sau khi trim xong đó, thì những cái điểm những cái điểm giao nhau nó sẽ bị hở và khi các bạn quét chọn như vậy thì nó sẽ thống kê ở đây hai vertex đây để quen well nó lại tức là hàng nó lại thì bạn tìm đến uh, bạn chọn chế độ đỉnh những cái đỉnh mà nó nó bị hở thì bạn quét hết rồi bạn thấy chữ quẹo well đây rồi mình quẹo well lại đây bây giờ mình kiểm tra lại đấy không quét này hai một điểm ha và là mình đã qua hết rồi đó, tiếp theo hình bên cạnh thì cách này cũng làm tương tự thay vì các bạn vẽ hình vuông thì bây giờ mình vẽ cycle bạn bắt điểm đây đó, và cách 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 nào cũng tương tự thôi ha đó, mình qua bài này làm sao để các bạn kéo nó vào như vậy nếu mà dùng cách thông thường thì bạn có thể dùng uh, nhấn shift scale copy đó, đó là nhà. nhưng mà khi các bạn dùng shift scale copy ấy, thì nó là đến hai sếp tức là hai đối tượng còn ở đây chúng ta là chỉ có một đối tượng thôi à giờ dạ, mình dùng cách khác là mình chuyển sang xplay các bạn chọn chế độ xplay à chúng ta chọn chế độ outline Outline này bạn nào dùng kết thì nó tương tự với lệnh offset đó. Outline thì nó có outline vào hoặc là outline ra. Và bạn nhấp chuột kéo. À. Hoặc là bạn nhập kích thước bên này đấy giá trị âm giá trị dương ở đây đó hoặc các bạn kéo như vậy cũng được sao tiếp theo bên này đó cách làm cũng tương tự thôi à, chúng ta phải một cái đích tăng khác và tương đối nha rồi bằng cách chị nó sang Xplay các bạn attach nó lại có thể click chuột phải attach ở đây cũng được hoặc là các bạn attach bên ngay bên cạnh này rồi mình chọn attach ở đây đấy tương tự bạn dùng chế độ expedite em ta chim nó thôi rất là nhanh và khi trim thì sau khi trim xong thì bạn nhớ que well nó lại bây giờ mình quét các bạn thấy này đây nếu thiết thì mình thấy bóng điểm nhưng mà thực thực tế là nó đánh 8 điểm cho nên bằng cách chọn nó vào que well lại thì bây giờ bạn kiểm tra lại nó còn bóng đỉnh thôi à. rồi cái này thì cũng tương tự như cái này thôi à, bạn à, uh, bẻ cycle hình tròn đó sau đó các bạn tách và chim nó thôi các bạn Đấy, như vậy là qua bài này bạn hiểu thêm về các thông số bên cạnh này ha rồi mình sẽ chọn một cái ví dụ cái đỉnh này thì làm sao bạn biết đỉnh nào là đỉnh, cuối thì bằng cách các bạn chọn vertex thì các bạn sau nó ra đây sau test number thì đâu bạn thấy một cái con số anh đây một hai đây ba bốn như vậy một đỉnh thứ nhất là bắt đầu từ đây Thế bây giờ bạn không muốn cái đỉnh thứ nhất bắt đầu từ đây mà bạn muốn nó ở bắt đầu từ vị trí khác thì sao? Ví dụ mình muốn đây là đỉnh một thì các bạn chọn cái đỉnh đó, các bạn nhấp dấu kiểm make first tức là biến nó thành đỉnh đầu tiên. Đấy, bây giờ ngay lập tức là nó thành đỉnh đầu tiên và nó chạy như vậy. Đó. Bất cứ khi nào bạn muốn thì make first. À. Rồi tiếp theo là chàng đỉnh. Ví dụ trong quá trình bạn dựng hình á, có những lúc là mình muốn thêm đỉnh ở đây, thì các bạn chọn vertex chèn là các bạn chọn refile hoặc là các bạn lấy chuột phải các bạn sẽ thấy một cái chữ là refile đây chèn đỉnh đây và muốn chèn vị trí nào nhấp chuột thì nó sẽ chèn đây rất là tiện thế bây giờ khi các bạn chèn như vậy thì cái độ dài của các đoạn nó không có bằng nhau và thì có cách nào để mình chàng làm sao cho các đoạn nó bằng nhau hay không ví dụ như cái đoạn này thì để làm như vậy thì các bạn chọn cái đoạn mà các bạn muốn chèn đó ví dụ mình chọn đoạn đoạn này mình muốn chèn ra làm năm đoạn bằng nhau thì các bạn chọn đoạn nó và tìm đến cái dấu tìm đến ở đây divide tức là chia nó ra năm đoạn thì ở đây mình chia bốn à rồi các bạn nhấp divide để thì ngay tức nó chia ra những đoạn bằng nhau rồi ở đây ngược với attach chính là detach ví dụ khi bạn chọn hai cái đoạn này bạn attach nó lại thành một à, bây giờ nó thành một rồi thế bây giờ muốn tách ra thì làm sao tách ra lại thì ngược với attach chính là detach này các bạn chọn aspala các bạn kéo xuống bên dưới các bạn có thấy chữ đi tắt ở đây đây ngược với tắt nhưng là đi tắt tôi làm nó tắt nó ra rồi đây. đây. cái tâm này nó ở vị trí cũ thì các bạn chọn Affect Center to Object là sao à, cái này cũng tương tự